Hải Sơn xin kính chào tất cả quý vị đang xem kênh YouTube của Thiên Hà Audio. Hôm nay thì Thiên Hà Audio sẽ đưa ra cho tất cả quý vị và tất cả các bác một chương trình khuyến mại đồng giá 265 triệu. Thành phần là chúng ta sẽ có chiếc âm ly tham chiếu ngày hôm nay là chiếc âm ly Maxintos MA352. Và sau đó ở đây thì chúng ta sẽ có hai đôi loa. Một đôi loa là BVK702S3, một đôi loa là JBL S3009. Thì 265 triệu là quý vị nghe thấy hợp tai đôi loa nào thì quý vị chọn. Còn âm ly thì vẫn là chiếc Maxintos MA352, được chưa ạ? Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với đặc điểm về loa. Hai model loa này, một model đến từ Anh là BVK702S3. Đây là cái dòng sản phẩm mới nhất, họ đã thay thế cho 702S2. Và nó có rất là nhiều cải tiến và nó đem trực tiếp những công nghệ từ dòng series 800 trở xuống. Thiết kế thay đổi ở cái loa tweeter này đã được kéo dài ra và trông đẹp hơn. Rồi là cái bề mặt đằng trước thì họ đã làm cong thay vì phẳng. Và họ đã gắn những cái củ loa của họ lên trên những cái bệ đỡ. Rồi là họ đã sử dụng cái nhện mới bằng vật liệu là giả sinh học thay cho cái vật liệu nhện cũ áp dụng cho cái loa midrange. Còn đôi loa S3009 thì là một đôi loa đã tồn tại trên thị trường lâu năm rồi. Đây là một đôi loa hay, được nhiều audiophile, nhất là những ai thích JBL, đã tin tưởng sử dụng qua nhiều năm. Nhưng mà tự chung lại thì hai loa này đều có cùng một tầm giá, nhưng mà phong cách của nó khác hẳn nhau. Với dòng 702S2, 702S3 thì chúng ta sẽ có được một cái loa cột mà nó có đến 3 woofer trầm. Nhưng mà cái woofer này nó nhỏ, woofer này là 165mm, được xếp 3 chiếc. Còn với bên S3009 này chúng ta sẽ có hai woofer, như là hai woofer cỡ lớn, có đường kính lên tới là 10 inch cho một cái woofer, tức là khoảng tầm 250mm. Đấy. Cho nên là âm thanh ít nhiều là nó sẽ khác biệt. Nó sẽ khác biệt ở giải trầm, nó sẽ khác biệt ở cái cách thể hiện tiếng trống và tiếng giọng trung trầm. Thì bởi vì bản chất của những cái củ loa này nó rất khác nhau. Thêm nữa, một thiết kế là truyền thống, khi chúng ta sẽ có cái loa midrange được làm với một cái kích thước tương đối lớn là khoảng 150mm, dùng cái vật liệu là continuum này. Còn bên này thì giải midrange này và giải cao thì lại được sử dụng củ loa nén và nó sử dụng một cái họng kèn này để khuếch tán ra bên ngoài. Nên bản chất là nó rất khác nhau. Còn về giải siêu cao thì ở đây sẽ có một cái loa Super Tweeter để hỗ trợ, cũng đặt trong một họng kèn. Còn về phía bên Bauer & Winkin thì họ sử dụng cái loa này gọi là Tweeter on top, tức là một cái loa tweeter rời được đặt tách ra và gắn ở trên đỉnh của loa thì gọi là Tweeter on top. Với dòng 702S3 này thì họ đã cải tiến rất nhiều so với series S2, là cái hình dáng của tweeter này và cái vật liệu nhôm bên ngoài này đã được thay đổi, trông nó rất giống cái loa tweeter của cái dòng 800 series D3 ấy. Và mặt trước này thì họ làm cong này. Đấy. Và cái tất cả loa này được gắn trên những cái bệ đỡ lồi hẳn lên phía trước, trông nhìn nó điểm nhấn hơn. Rồi cái nhện đã được thay thế bằng là gọi là nhện sinh học chứ không còn là một cái nhện truyền thống để dành cho cái củ loa midrange này. Đấy. Hai loa này thì đều là loa có thùng hở, tức là một loa này dòng BVK thì sẽ là cái lỗ thoát hơi nó đánh úp xuống phía dưới. Còn với bên loa này thì lỗ thoát hơi nó sẽ ở phía đằng sau, nó sẽ có một cái lỗ thoát hơi lớn để phía đằng sau loa. Về thông số tiếng trầm hay là thông số các giải tần thì sao? Đây đều là những cái đôi loa cho được cái đáp tuyến tần số rất là rộng. Cụ thể là với dòng 702S3 thì chúng ta sẽ có được cái đáp tuyến tần số nó xuống được cái tiếng trầm là khoảng 46Hz ở mức -3dB. Và ở mức suy hao 6dB thì nó sẽ xuống được tới tận là 28Hz. Còn với bên này S3009 thì chúng ta sẽ có tiếng trầm xuống được tới là 33Hz ở mức -6dB. Nếu mà nhìn trên thông số thì có thể thấy là lợi thế đang tạm thời là dành một chút cho cái loa Bauer & Winkin. Nhưng mà thực tế thì chúng ta phải nghe thử, tại vì đấy là một cái thông số thôi. Thế còn về các cái giải khác như là giải trung và giải cao thì sao? Theo Hải Sơn nghĩ rằng đây đều là hai đôi loa cho âm thanh rất là chi tiết. Đấy, và có cái tầm tỏa âm cũng rất là rộng. Và hai loa này thì độ nhạy thì nó cũng khác nhau này. Độ nhạy của cái loa BVK này thì đạt là 90dB. Nhưng mà độ nhạy của JBL này lớn hơn 2dB là 92. Cho nên khi mà cùng để ở một mức âm lượng trên âm ly thì chúng ta sẽ nghe thấy cái loa S3009 này nó sẽ kêu lớn hơn một chút. Và hai đôi loa này thì vừa hay là yêu cầu mức công suất cũng không lệch nhau nhiều lắm.
đôi loa 702 S3 thì sẽ yêu cầu mức công suất dao động từ khoảng 30W cho tới tối đa là 300W. Còn trong khi đối với S3009 thì nhà sản xuất khuyến cáo luôn là mức âm ly công suất là lý tưởng tối đa liên tục là khoảng 250, tức là nó sẽ cần những âm ly dao động khoảng cứ loanh quanh 200W đến 300W là đều có thể khai thác được hết về mặt công suất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển đến với chiếc âm ly tham chiếu ngày hôm nay. Trong cái việc thử nghiệm mà so sánh hay là muốn cho quý vị nghe thử hai đôi loa mà đến từ hai thương hiệu khác nhau mà ở cùng một tầm giá để xem quý vị là hợp tai với đôi nào, thì cái khó khăn ở trong đây là lựa chọn một cái thương hiệu âm ly nào mà có thể matching ghép hợp với cả hai, mà vừa hay Maxintot lại là thương hiệu đó. Maxintot ghép đương nhiên là rất là hợp với JBL vì cùng của Mỹ, nhưng mà Maxintot cũng là một cái phối ghép tham chiếu với cả Bauer and Winkin. Nó thực sự khai thác loa Bauer and Winkin cũng rất hiệu quả, cho nên là Hải Sơn tin rằng là lựa chọn Maxintot trong cái buổi thử nghiệm ngày hôm nay là rất tuyệt vời. Thế còn mức công suất thì sao? Maxintot MA352 là một chiếc âm ly đèn lai bán dẫn, tức là mạch công suất thì là mạch bán dẫn class AB. Còn đèn là chúng ta sẽ có những cái bóng 12AT7 với 12AX7A làm bóng đầu vào. Nó có mức công suất cũng rất là mạnh mẽ, lên tới là 200W x 2 ở chiều kháng 8 ohm và lên tới là 320W x 2 ở chiều kháng 4 ohm. Nó hoàn toàn có thể xử lý về mặt công suất khá là ổn luôn, rất là tốt hai đôi loa này. Và Hải Sơn hy vọng rằng qua clip này thì quý vị sẽ lựa chọn được cho mình một đôi loa phù hợp. Chọn là chiếc MA352 thì quý vị chọn là đôi loa nào cũng được và đều có đồng giá là 265 triệu tại Thiên Hà Audio, số 5 ngõ 198 phố Thái Hà. Xin mời quý vị qua trực tiếp để có thể trải nghiệm âm thanh của những hệ thống này. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.